Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong đầu năm mới 2021 này, Việt Vinh chúc anh em có một sức khỏe dồi dào và một công việc thuận lợi, một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Và trong clip ngày hôm nay thì Việt Vinh lại giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ nước Đức, cặp loa của hãng Fornat, model của nó là 200. Và hiện tại thì Việt Vinh đang kết nối cặp loa này với cả một chiếc âm ly của Nhật. Thường thì loa Đức khi anh em ghép với cả những âm ly Nhật thì rất là hợp. Và hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cặp loa Đức Fornat 200 này với cả chiếc âm ly Diatone. Và bây giờ xin mời anh em xem qua cặp loa này. Cặp loa này nó sở hữu chiều ngang là 23 cm, chiều sâu của nó là 26 cm. Chiều cao của cặp loa này tính từ chân lên đỉnh là 85 cm. Anh em nhìn nhé, 85 cm. Cặp loa này nó sở hữu hai đường tiếng. Cặp loa này rất là đẹp anh em ạ, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Cái phần này của nó là nỉ anh em nhé, nó làm nhung, nó là một lớp nhung. Tất cả chỗ này làm một lớp nhung hết, sờ rất là êm tay. Đây là chép của nó, Fornat. Bát này của nó là bát 17. Nó sở hữu hai đường tiếng nhưng mà chất âm của nó như ba đường tiếng. Đấy là cái đặc biệt của nhà sản xuất. Gân này của nó là gân gân vải anh em ạ, gân vải. Rất là đẹp anh em ạ, rất là đẹp. Thành vách của nó rất là mới. Và đây nữa. Dòng Fornat thì tem của nó là tem xanh xước anh em nhé, tem xanh xước. Fornat 200, Laser 200. Hãng Fornat, model nó là Laser 200. Vừa rồi lúc nãy Việt Vinh giới thiệu đến anh em là hãng Fornat model 200. Thật ra là Việt Vinh giới thiệu thiếu, đây là Laser 200. Chữ của nó hơi nhỏ. Và bây giờ Việt Vinh xin đọc ba cái chữ này cho anh em. Công suất của nó là 100 W một thùng, trở kháng của nó tự động 4 đến 8 ohm, tức là anh em có thể ghép vào những chiếc âm ly 4 hoặc 8 ohm đều được cả. Và độ nhạy của cặp loa này rất là ấn tượng, 101 decibel, tức là anh em có thể ghép vào những chiếc âm ly công suất rất là nhỏ cũng đánh rất là hợp. Độ nhạy 101 decibel thì anh em ghép âm ly rất là dễ dàng. Và hiện tại thì Việt Vinh đang ghép cùng chiếc âm ly Diatone của Nhật. Đây là e-căng của nó. Cặp loa này rất là hay anh em nhé, rất là hay. Nếu so với giá bán thì cặp loa này nó chất âm của nó thì vượt xa cái tầm tiền mà Việt Vinh bán ra. Nhắc đến loa Đức thì người ta nhắc đến độ chi tiết, sạch sẽ, sắc sảo. Và bây giờ thì Việt Vinh xin mời tất cả anh em cùng nghe qua cặp loa Fornat Laser 200 này thể hiện cùng chiếc âm ly Diatone. Con đường xưa em đi
thời vô quên khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng rất là đẹp anh em ạ, rất là đẹp. Vì mưa gió không về chiến trường anh. Đây là nhung anh em nhé, đây là bằng nhung. Phonat Laser 200 này kết hợp với cả chiếc âm ly Diatone, và như Việt Vinh nói lúc đầu thì cặp loa này nó rất là dễ phối ghép âm ly. Anh em có thể dùng những chiếc âm ly Nhật mấy chục watt đánh với chiếc loa này, nó cũng ra tiếng chất âm rất là hay và đều ba giải sạch sẽ chi tiết. Và cặp loa này Việt Vinh bán với mức giá là 3,5 triệu, và đầu năm mới thì Việt Vinh bán với mức giá 3,5 triệu, và nếu anh em nào mua thì Việt Vinh sẽ ra lộc cho anh em. Còn bây giờ, Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt.